nếu bạn đang cho mèo ăn hạt khô và bây giờ muốn chuyển sang raw food nhưng lo ngại thực phẩm sống có chứa vi khuẩn Salmonella sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mèo và các thành viên trong gia đình thì video này là dành cho bạn nha. Dù tất cả mọi người đều đồng ý mèo là động vật ăn thịt, nó săn mồi và ăn con mồi, đó là chuyện hiển nhiên đã xảy ra trong vài ngàn năm và đến bây giờ nó vẫn như vậy. Nhưng lạ là khi nói về việc cho mèo ăn thịt sống thì nó giống như là một chuyện không thể chấp nhận được. Cho tới nay thì mọi lời khuyên về việc không nên cho mèo ăn raw food chỉ dựa vào rủi ro lý thuyết về mặt dinh dưỡng, chứ không hề căn cứ vào số liệu thực tế hay là một nghiên cứu khoa học nào. Một trong những lý do thường xuyên được đưa ra là vì thực phẩm sống có chứa Salmonella. Ở nhiệt độ 100 độ C, Salmonella sẽ chết sau vài giây. Còn đông lạnh thực phẩm chỉ làm Salmonella chậm phát triển chứ không thể giết được nó. Đây là điều khiến mọi người nghĩ là mèo ăn hạt khô sẽ an toàn, không có chứa Salmonella vì nó đã được xử lý ở nhiệt độ cao nhiều lần. Nhưng thực tế là trong hạt của mèo cũng có chứa Salmonella. Và bạn có biết là đã có rất nhiều vụ thu hồi thực phẩm khô cho mèo do nó có chứa Salmonella không? Salmonella là một loại vi khuẩn gây ra bệnh đường ruột. Nó có nhiều loài và mỗi loài sẽ gây bệnh khác nhau. Loại Salmonella phổ biến nhất tồn tại trong ruột của chó mèo là Salmonella typhimurium. Khi nhiễm phải loại này thì con người sẽ bị ngộ độc với những triệu chứng như là nôn, tiêu chảy và sốt. Đây là phản ứng tự bảo vệ của cơ thể để tống vi khuẩn Salmonella ra ngoài càng nhanh càng tốt. Hầu hết những người nhiễm Salmonella đều có thể tự khỏi trong vòng 2 đến 3 ngày mà không cần bất kỳ sự can thiệp y tế nào. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ thì ước tính mỗi năm có khoảng 1,35 triệu ca nhiễm Salmonella, trong đó có 420 ca tử vong, tức là tỷ lệ sống sót khi nhiễm Salmonella là 99,97% và chỉ có 0,03% tử vong. Nguyên nhân chủ yếu gây nhiễm Salmonella là do tiêu thụ trực tiếp hoặc là tiếp xúc khi xử lý thực phẩm bị nhiễm Salmonella. Một lý do khác được cho là có liên quan nhưng không có sự thống kê rõ ràng đó là do tiếp xúc trực tiếp với những động vật nhiễm Salmonella, trong đó có chó mèo. Vì Salmonella là một loại vi khuẩn đường ruột cho nên nếu bạn không trực tiếp hoặc gián tiếp đưa vi khuẩn vào miệng thì bạn sẽ không bị nhiễm Salmonella. Salmonella tồn tại trong phân của động vật và phát tán ra môi trường theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể tồn tại vài tuần trong môi trường đất, nước và sống từ 5 đến 10 ngày trên rau quả. Đối với những người khỏe mạnh bình thường thì Salmonella không phải là vấn đề cần phải bận tâm. Nhưng việc nhiễm khuẩn Salmonella có thể tiến triển nặng ở những người có hệ miễn dịch suy yếu như là người mắc HIV, ung thư hoặc là người cao tuổi. Vậy còn đối với mèo thì sao? Nếu bạn nghĩ cơ thể mèo nhỏ bé hơn con người cho nên Salmonella có thể gây hại cho nó nhiều hơn thì đây là điều bạn cần biết. Tiêu thụ thực phẩm có chứa Salmonella hoàn toàn không phải là vấn đề đối với những con mèo khỏe mạnh, vì hệ tiêu hóa của mèo được thiết kế để tiêu thụ thịt sống. So với con người thì những động vật ăn thịt như chó, mèo sẽ có độ axit trong dạ dày cao hơn và đường tiêu hóa cũng ngắn hơn. Điều này làm cho nó rất ít bị ảnh hưởng bởi những vi khuẩn có trong thức ăn. Bạn hãy nhớ là mèo luôn tự liếm mông sau mỗi lần mà nó đi vệ sinh. Nhiều loài động vật, trong đó có chó mèo, có thể mang vi khuẩn Salmonella trong ruột một cách tự nhiên mà không hề có dấu hiệu bị bệnh tật. Người ta ước tính có 36% những con chó khỏe mạnh và 18% những con mèo khỏe mạnh có chứa Salmonella trong ruột của nó một cách tự nhiên, bất kể loại thức ăn của nó là gì. Tức là dù mèo có ăn hạt khô cả đời đi chăng nữa thì nó vẫn có thể lây truyền Salmonella cho bạn. Để xác định xem mèo có phải là nguy cơ lây truyền Salmonella cho người hay không thì người ta đã làm một xét nghiệm để đánh giá sự bài tiết của mèo. Và kết quả là trong 278 con mèo nhà khỏe mạnh thì chỉ có duy nhất một con bài tiết Salmonella. Mèo con được nuôi trong môi trường mất vệ sinh sẽ dễ bị nhiễm Salmonella hơn. Một điểm rất đáng lưu ý ở nghiên cứu này là kết quả nghiên cứu cho thấy ở những con mèo suy giảm miễn dịch FIV và giảm bạch cầu FBV có nguy cơ cao bài tiết Salmonella. Quay lại vấn đề có nhiều vụ thu hồi thực phẩm khô cho chó mèo do nhiễm Salmonella mà mình đã nói ở phần trước. Có hai lý do để thu hồi. Lý do thứ nhất là nó có thể gây hại trực tiếp cho chó mèo. Và lý do thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất, đó chính là nó có thể gây hại cho con người. Bạn có thắc mắc tại sao thức ăn khô đã bị xử lý nhiều lần ở nhiệt độ cao vẫn có thể nhiễm Salmonella không? Theo quy định của FDA thì những thực phẩm bị coi là tạp nhiễm để sử dụng cho con người có thể được chấp nhận để sử dụng cho mục đích làm thực phẩm cho mèo.
bao gồm những thực phẩm bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức cho phép. Ô nhiễm thuốc trừ sâu, trong đó là những thuốc trừ sâu không được phép sử dụng trên thực phẩm hoặc là thức ăn chăn nuôi. Ô nhiễm bởi hóa chất công nghiệp. Ô nhiễm bởi các chất độc hại tự nhiên. Ô nhiễm bởi rác rưởi. Ô nhiễm vi sinh. Dư lượng thuốc vượt quá mức cho phép hoặc là thuốc không được cấp phép. Thành phần động vật trong thức ăn khô cho mèo là những sản phẩm thừa từ nhà máy sản xuất thức ăn cho người, sản phẩm thừa từ các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, từ các trang trại lớn hoặc là những người nông dân canh tác nhỏ lẻ có vật nuôi bị chết vì bệnh tật. So với những khay thịt vừa mới được giết mổ và còn tươi ngon ở siêu thị, thì thành phần động vật có trong thức ăn khô cho mèo có khả năng nhiễm Salmonella cao hơn nhiều. Đối với con người thì CDC khuyến cáo là không sử dụng thực phẩm nghi ngờ có chứa Salmonella, không chạm tay vào để chế biến thức ăn cho gia đình và hãy vứt bỏ toàn bộ. Nhưng đối với thức ăn công nghiệp cho mèo thì những sản phẩm thừa và xác vật nuôi chết đó sẽ được những cơ sở xử lý phụ phẩm gom lại, xử lý ở nhiệt độ rất cao và nghiền thành bột. Theo lý thuyết thì cách này đã giết chết được Salmonella. Tuy nhiên sau quá trình xử lý nhiệt thì nó lại được tiếp tục thêm vào đó những phụ phẩm, hương liệu, màu sắc, tiếp xúc với các bề mặt trên dây chuyền đóng gói và bao bì đóng gói. Chỉ cần một trong những bước đó gây nhiễm Salmonella thì sản phẩm cuối cùng sẽ có Salmonella. Đối với sức khỏe của chó mèo thì Salmonella không phải là vấn đề đáng lo ngại. Nhưng lý do mà họ thu hồi là vì nó có thể gây nguy hiểm cho con người. Cách lây truyền phổ biến nhất là bạn chạm vào thức ăn của mèo. Ví dụ như bạn cho nó ăn bánh thưởng bằng tay và bạn vô tình bỏ tay vào miệng của mình. Hoặc là bạn để cho mèo liếm mặt, liếm gần miệng của bạn, đặc biệt là ngay khi nó vừa ăn xong cái món có Salmonella. Cũng tương tự đối với raw food cho mèo. Nếu raw food cho mèo có nhiễm Salmonella thì khi bạn chạm vào raw food và vô tình bỏ tay vào miệng thì đó là cách lây truyền Salmonella từ raw food. Việc chuẩn bị raw food cho mèo không khác gì với việc bạn nấu ăn cho gia đình mình hết. Và dù bạn cho mèo ăn raw food hay cho ăn hạt khô thì FDA cũng đều khuyến cáo là bạn hãy rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất là 20 giây trước và sau khi tiếp xúc với đồ ăn của mèo. Thì kết luận ở đây là gì? Salmonella không hề đáng sợ, mà điều đáng sợ là một hệ miễn dịch suy yếu. Điều này đúng cho cả mèo và cả người. Tồn tại và mập mạp khác với việc phát triển khỏe mạnh. Để được khỏe mạnh thì mèo phải vận động mỗi ngày và ăn loại thức ăn mà tạo hóa đã thiết kế dành riêng cho nó. Cả hạt khô và raw food đều có thể chứa Salmonella. Dù bạn cho mèo ăn raw food hay là ăn hạt khô thì nó đều có khả năng lây truyền Salmonella sang cho con người, và đặc biệt là những người suy giảm miễn dịch. Chúc bé mèo của bạn luôn khỏe mạnh. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn thích và đăng ký kênh để đón xem video mới mỗi tuần nha.